Kêu là đi 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 mua đi mà không chịu, mà cứ bắt pha pha nhà không biết còn sữa không, mà thấy sữa ra sẵn Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện bây giờ mình có mặt ngoài sau nhà bé Thùy nha mọi người. Tại vì nãy giờ mình phải băng con đường ngoài sau lên nhà bé Thùy rồi mình đi vô. Mình đã set up đầy đủ hết rồi, mình đặt cốc máy ở trong đó hết rồi. Mình chờ xin ốp vô để mình gọi. Nãy giờ mình ngồi chờ nãy giờ mà đợi tới xin ốp nó vô á. Bây giờ mình gọi cho bé Thùy nha. Thầy cho em mỗi lần làm video cho mọi người xem nó cực khổ lắm nha. Mình phải băng cái con đường ngoài sau này nè, gai góc không à. Đây nè, gai bông giấy nè mọi người. Bữa giờ mình bị đạp xe ke luôn, gọi mạng không được. Bây giờ chúng ta có kiểu gì hả? Chắc sắp mưa hay sao? Biết chuyện nào trận mưa đúng không? Muốn biết không? Muốn biết không? Sao? Em chỉ cho, nhưng mà muốn biết không? Quan trọng là muốn biết hay không? Bộ em là nhà tiên tri sao không biết không? Trời ơi, đâu cần phải nhà tiên tri. Em là hơi bị gì gọi là cái gì? Trên thông thiên văn dưới thạo địa lý luôn. Gươi vậy? Tin không? Sao? Ê này em giỏi lắm. Anh muốn biết không? Giờ anh hỏi em đi em chỉ cho. Là hỏi lần nữa hả? Chuyện nào trời mưa? Thì anh lên á, anh gõ Google. Chị Google ơi, chị Google, khi nào trời mưa? Thổ lao. Thổ lao, nhỏ Google trời mưa. Chứ gì nữa, bả hơi bị dành á, hơi bị giỏi đó, không biết vậy thôi đi. Làm gì quá ông Hùng ấy chứ. Ông Hùng sao? Chị hỏi ông, ông hỏi lý do tại sao xì hơi nhiều. Biết Google nó trả lời sao? Tôi không muốn điện thoại bạn có khói. Quá tao, bộ nó trả lời gì thiệt luôn hả? Ờ. Ê hay là giờ mình thử mình bấm lại hỏi coi đứa nó có trả lời chàng chưa. Không, tại ông xài iPhone, anh đâu có xài iPhone đâu mà nó nói. Ủa thì bình thường mình vẫn xài bằng giọng nói được mà. Ô, anh thử thôi. Thử coi. Ê coi chừng điện thoại nó xích khói. Ê ổng mất nết chị luôn á trời. Phải, tại vì anh hỏi vậy mà. Ấy là nó ông Hùng kìa. Ừ thì ổng hỏi vậy đó rồi tại nó trả lời vậy chứ tự nhiên liên quan gì tới ổng mà. Hôm nay nó nói tôi không muốn điện thoại bạn có khói. Ủa mà em thấy câu hỏi nó có liên quan gì đâu trời. Ai biết tự nhiên. Câu trả lời nó chức quá. Ê có khi nào mình bấm lên khi nào trời mưa nó để lỡ. Nè. Khi nào muốn mưa thì nó mưa không ta? Cái gì vậy? Không muốn bấm hỏi gì vậy? Thì bây
gọi mạng không được. Bị gọi qua số. Ủa sao anh không nói bằng giọng nói, bấm lên một cái gì thôi. Bữa giờ vô nhà bé Thì làm clip cho mọi người xem. Thiệt luôn hả? Không được, bông giấy rồi. Thiệt luôn hả? Bông giấy rồi. Đạp gai xe ke luôn. Có bữa mình đạp lũng dép luôn. Đại ca. Ủa, quen mà. Bị gì ta? Anh nghe anh rồi. Ủa làm gì cười với ai vậy? Nấp nấp vô chưa? Ổng vô rồi. Từ nhà anh điện cho em tưởng ai điện em cũng nói ủa nay hết đại ca nữa. Ủa vậy hả? Ủa nó vô rồi hả? Anh cũng đang đi vô nè, mà nãy giờ anh mắc công chuyện đi giao hàng, giờ mới về tới luôn á. Tính chạy ngang đi ngang một cái quán cà phê, giao chỗ bán cà phê dọc đường mà bị trễ quá, chạy luộc qua luôn rồi. À, nhà còn cà phê gì không thầy, làm ly cà phê cho anh chạy giao liền vậy. Thì quay lại mua đi. Trời ơi, làm qua lỡ rồi, giờ quay lại đi qua hết đoạn rồi. Làm giùm anh ly cà phê sữa nha. Này, cà phê sữa không biết nhà còn sữa không ha. Mệt lắm quá. Có hỏi tới nó là nó hết cà phê, hết sữa, chứ mỗi lần ngày nào em thấy anh cũng pha buổi trưa uống mà. Ủa thì cái đó khác thì giờ. Uống còn đòi hỏi cà phê đen lại đi mệt quá. Cà phê gì cũng được hết á, cái gì cũng được á. Giờ anh vô tới giờ nó nấp chờ một cái anh chạy vô tới giờ á. Rồi. Chị nghe. Gì vậy? Nổi nó kêu pha cà phê. Nó ra ngoài sau bếp. Là sao? Cà phê uống về không sau bếp sẵn rồi. Chờ nó ra lụm vô thôi. Pha nhỏ đi. Mà tự nhậu không chịu đi mua kêu người ta pha thì chẹt nổi này cứ vô là hành con ta. Nghi vô pha đi cà phê xíu gì ram chứ. Pha cho ông uống miếng. Thì pha này. Ở đó nghe mày sẵn pha cho anh miếng luôn. Ngày nào cũng hành người ta chứ. Nó kêu là đi mua đi mà không chịu mà cứ bắt pha. Nhà không biết còn sữa không? Mày lấy sữa gà sao? Chán cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Rồi thôi, nói thấy chưa? Thấy chưa?
Cái gì nói lẹ mẹ nó đi, tự nhiên cái gì ghê gì nói da gà là sao? Để cái thầy nó kể cho nghe nè. Hồi nãy lúc em vô em pha cà phê cho anh nhớ không? Cái tự dưng cái em thấy cái đồ đại chén của em tự nhiên nó dịch đi. Nó dịch em, đi là sao? Là nó dịch chỗ đi chỗ khác. À nó xê qua chỗ khác, nó dời chỗ khác. Rồi xong em cũng nghi ngờ nhiều, em tưởng em quên, coi như em quên đi. Rồi xong tự nhiên em gõ một cái, em pha cà phê em gõ một cái. Cái tự nhờ cái giá là nhịp. Em gõ hai cái nó cũng nhịp rồi xong nó bực vậy luôn. Cái đó là cái ban nhạc gì đó đúng không? Ban nhạc thì mày gõ một cái nó gõ thêm một cái. Nó dùng vòng. Anh khùng lắm. Nội này ta thiệt mà tôi vô tôi thấy luôn là ông Bảo Dương. Tôi vô tôi thấy gõ đàn là ý là ở đây em gõ một cái nó gõ thêm một cái. Thì là ban nhạc chứ còn gì nữa mày nhịp. Ông tào lao quá, thì ban nhạc còn đâu. Tôi sợ quá. Ý là hù tao gì? Lỗi cái chuyện tào lao quá. Anh khùng lắm nội. Không là em cứ thấy cái gì không anh Hùng ơi. Bây giờ tôi ngồi đây mà tôi nhìn vô trống rồi coi thử có cái gì không nè. Nó cục luôn á. Là ý là trong bếp em đúng không? Là nó thì chén trong sống nó còn khua, nó chuyện đó chuyện bình thường thôi. Thì nhiên. Nhưng mà hôm nay nó trùng hợp với mức độ mà em gõ cái nó nhịp cái, em gõ hai cái là nhịp hai cái hả? Làm nhịp gãi dữ hả? Cái gai nó rồi cái gai. Hồi nãy ăn ở nhà ấy cái gai nó sốc rồi. Chết rồi, chỗ này không biết sao. Ông nội, tôi nghi quá ông nội. Lâu ngày về tháng chắc. Tôi nghi quá. Sao cái mặt tôi, tôi thấy bơ. Cái mặt thì sao ta? Giả đò. Nổi cái chuyện của chồng mà tự nhiên giả đò cái đồ gì. Sàm đi, tao đâu có sợ đâu mà hù tao. Hai bày trò rồi hù tao cái gì. Ghê chảy nói chuyện ống tin vậy chân trời ông nội. Là sao là ý. Thôi bây giờ, nãy giờ tao cũng không lắng nghe nữa. Tưởng tụi bay ghẹo tao cái gì á. Thì nói giờ thì sao. Thì em nói thiệt là ý là giống như không biết có ma mà em có thử không? Thì hồi nãy em thử em nãy em nhớ tôi vô tôi cũng kêu tôi vô nè là em thử rõ ràng luôn nè kêu thử lên một lần nữa coi nó làm sao nói gì ghê trời cũng nhiều luôn tôi vô hóa rồi
bung cái nách ra rồi. Là ý em lấy đồ em gõ thử là nó gõ theo hả? Ờ đúng rồi. Nó nghe ghê vậy trời. Thiệt, em nói thiệt luôn. Bung vô nãy tôi mỗi giờ xào xào nha, hãy mày vô xào xào nha. Không nghĩ sao cũng vô tụi ba cái chuyện này mà tự nhiên ai mà giỡn giỡn ngộ. Tôi vô tôi coi tụi bay mà sắp đặt. Sắp đặt vậy thiệt chứ thấy nó hoài rứt rứt. Hù ông mệt ông ai mà hù ông luôn rồi nè. Coi chừng nha. Không coi chừng á. Ơi kiếm này hoài chắc không biết làm sao dám mở mình luôn á nó. Ừ thôi để ông Hùng ơi coi chừng đó nha. Để em giờ nó Hùng nó coi đó chạy luôn chạy gì đó chạy gì vậy 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 anh cái anh gõ thử cái gì cái anh gõ thử một cái bên kia nó gõ một cái là làm như là có người luôn chưa em nói mà tôi giờ luôn em ở lại đây đi về với Hùng em anh gõ thử nói nghe nè có nãy em kêu là lấy cái phin cà phê gõ đúng rồi không mà cái này anh không có lấy phin cà phê gõ nữa anh lấy tay anh gõ cọp cái giá nó gõ được cọp cái anh làm thử lại một lần nữa anh gõ cọp ba cái nó gõ y chang ba tôi biết chưa tôi nói mà nó để tôi về cái gì thôi lại em xíu đi trời cái em về chứ sao chứ mặn mình cái nhà em tâm linh sao người quá mưu thiệt ơi bởi vì em nói thấy mấy lần biết em muốn ngu luôn mặt cũng ngu rồi nè em ở lại đi anh về với anh Hùng á con gọi điện cho cha em gọi điện cha gọi cho cha em vậy à mà ông ở lại chút xíu coi thôi nói nghe nè về nói cha em á ở hàng xóm anh á có cái ông kia ông thầy pháp ông người dân tộc ở dưới quê lên á ông cúng mấy cái nhà kế bên xóm anh cũng hay lắm hồi đó cái bà kia ha ghê lắm mà thấy con quỷ cái gì vậy anh Hùng ở trên cái xà nhà thông cái đầu thì úng y chang luôn bà vô bà gõ cửa thì ở trong đó nó gõ cửa mà bà nói ủa bà nói nhà ủa sao nhà tôi mà tôi gõ cửa có người bên trong thôi đừng cởi nó nồng ơi không để nói cho nghe cái bà đi làm về á bà vô bà quên đi bà tưởng có con bà không được bà gõ cửa cái trong đó nó gõ ai về bà nói ủa sao không thấy mở cửa cái bà lấy chìa khóa bà mở nó gõ theo luôn người cái con cái đó là người ta con ma gõ kiến người trời ông nội tôi nghe con chim gõ kiến ai con kêu con ma gõ kiến đó, quên ôi đừng cãi nữa không nghe hết hồn luôn chạy ra tôi nói rồi nãy ông không tin ai biết tưởng tụi em gài bày trò tôi không biết ai gài cái anh gõ cốc cái nó gõ theo cốc cái anh gõ ba cái luôn cốc anh tưởng là nó trả lời ai gọi đó ê mà không phải nó gõ theo cái chèn thôi ông cởi cái tối tôi khỏi ngủ luôn khỏi đi đái luôn ông hùng không lẽ nhịn đây em gọi cho ba em đi nói vừa có gì gọi cho anh ốc luôn nè thấy không gọi thấy không hàng sớm mà ông ở lại đi chút xíu đi chờ chút xíu đi thôi anh về ông nội thì tự nhiên à thôi vậy đi về ổng luôn nha hai người đúng là gọi cho hai người thì chờ em gọi cho cha em đi chờ anh Hùng thôi anh Hùng giữ cái gì ông nội tôi cũng sợ chết kêu tôi giữ cái gì ông nội cái ông nội tự nhậu cởi xong rồi đi hả không ông Minh thiệt chứ vô cởi nhà người ta xong rồi đi hả giờ ông về rồi sao thì anh ở lại với em đi điện cho cha em về gọi nó đi về ở lại với em đi nổi đó nhanh đi từ nhanh đi trời tôi đi về trời tới giờ bán cái số rồi nè thì cũng phải từ nữa nhanh đi cầm dưới trời anh về trước ấy à trời xíu alo cha về lẹ được không cha con nhà mà nó nhất có cái gì á thôi con nhớ vô nhà đâu mẹ đi hình như có mà nó còn biết đâu giờ về lẹ đi vậy nha thôi à bố cha nó về liền dạ ừ. Vậy thôi chờ cha anh về nha anh đi về luôn nha thiệt luôn á hả sao vậy thôi đi về đi có gì em ở ngoài này cũng được để em dỡ bà đây nha để anh đi về trước chứ ông nội này vậy mà dám nó không sợ mà nó có sợ đâu
Ờ anh nói thật ở đâu, không có chuyện lấy người không mà, thôi đi về đúng đây. Chút mà hôi luôn. Thấy cái bóng bóng gì ghê ghê kìa. Ghê cả. Hù hù gì. Cả. Ở đó mà sợ cứ nhìn hoài, đi 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 về đi. Ờ, chắc em cũng ra thăm em ở luôn. Đi đi trước. Em ở trong nhà. Jesus Christ, great.